chị thương nguyện mến cho tất cả các em. Hiện tại chị đang có mặt tại một cửa hàng kẹo Mỹ trên đường Phan Đình Phùng. Hôm nay chị sẽ đi mua kẹo về để cùng các em ăn thử và cảm nhận kẹo Mỹ nhé. Và đây cũng là nơi mà chị mua kẹo thúi đấy. Bây giờ chúng ta hãy cùng khám phá thôi. Ở đây có rất là nhiều loại kẹo các em ạ. Đây là sô-cô-la. Chị sẽ lấy một cái sô-cô-la. Chị rất là thích ăn sô-cô-la. Mỗi thứ chị sẽ lấy một ít nhé. Xem là loại nào thì ngon nhất. Wow, sô-cô-la đồng tiền ở Việt Nam cũng có rất là nhiều. Ngày nhỏ thì chị rất là thích ăn cái sô-cô-la này. Mua 5 đồng tiền luôn. Và đồng tiền vàng. Những cái sô-cô-la này nhìn dễ thương quá, rực rỡ sắc màu luôn. Còn đây cũng là sô-cô-la nhưng mà đựng trong cái túi này. Có một cái kẹo mút. Cái kẹo mút này chắc liếm đến ngày mai luôn. Mua luôn cái này. À đây, em có biết đây là gì không? Đây là một quả trứng mà khi mà kẹo trứng khi mà mình ăn vào thì nó sẽ đổi màu đấy. Mình sẽ liếm như này, bên trong này nó sẽ có 7 màu. Chị sẽ mua một quả về hôm sau ăn thử cho các em xem nhé. Đây là trứng to, còn đây thì là trứng nhỏ. Ở ngoài kia còn có một quả trứng khổng lồ đó. Đây này các em. Còn đây là lá cờ của nước Mỹ đấy. Ở đây là cửa hàng bán kẹo Mỹ mà. Còn có rất là nhiều những cái hũ nhỏ đẹp ở trên đây nữa các em ạ. Rất là xinh xắn. Còn đây là kẹo dẻo. Cũng rất là nhiều kẹo dẻo. Chị rất là thích ăn kẹo dẻo luôn. Chị sẽ xem ạ. Cô thử xem mùi có thơm không. Có rất là nhiều kẹo nhưng mà mình sẽ lấy cái đồ nào để gắp đây ta. À đây, mình sẽ lấy cái này và gắp. À, và đựng vào đây đúng không ta? Để đây đã, mình sẽ đi lấy những cái thứ đồ dễ lấy trước. Kẹo dẻo luôn. Đây là một bộ đồ chơi. Mình sẽ làm bóng nước. Có rất là nhiều chùm bóng nước ở đây. Và thêm hai cái súng nước nữa. Chị sẽ mua bộ này luôn nhé. Chị mua bộ đồ chơi này để hôm sau về cùng các em chơi. À, bên đây cũng là sô-cô-la luôn thì phải. Kiểu vung ở đâu ta. Đây là bánh, rất là nhiều bánh luôn. Sẽ lấy một vài cái. Mỗi loại một chiếc để về ăn thử. Đây là bánh gấu. Bên trong có kem, rất là ngon. Rồi, chị thích sô-cô-la này. Chị sẽ ăn sô-cô-la này. Còn đây là, đây là gì đây ta? À đây là pudding. Ô nhiều đồ quá. Xuống đây đã. Còn rất là nhiều món bánh kẹo khác nữa. Đây là kẹo dẻo, những bọc nhỏ 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 nhỏ. Chị sẽ lấy mỗi loại một cái về để ăn thử xem là nó có vị khác nhau như thế nào nhé. Cũng khá nhiều đồ rồi. Wow, đây là kẹo nhẫn này các em. Ở bên trong đây có một chiếc nhẫn khá là xinh. Đây mấy chị cửa hàng nói với chị nên chị sẽ đem về và thử ăn, đeo vào tay mình xem có đẹp không. Tiếp theo, wow, đây là kẹo thúi này.
thứ mà chị đã từng ăn với các em ấy. Nhiều bạn hỏi chị là mua ở đâu. Hồi đấy chị mua thì có cái hộp to to, nhưng mà bây giờ hiện tại cửa hàng đang hết hộp to rồi, chỉ còn hộp nhỏ thôi. Chị đã ăn cái này rồi nên chị sẽ đặt xuống, không ăn nữa, sợ rồi. Các em mua về và ăn thử đi nhé, sẽ biết cái cảm giác. Kẹo Hello Kitty, chị cũng đã lấy một loại Hello Kitty này, chị rất là thích Hello Kitty nên là chắc ăn kẹo Hello Kitty cũng sẽ rất là ngon. Còn đây là snack, snack pizza, chị sẽ mua snack pizza, còn snack phô mai. Thôi chị sẽ lựa chọn 3 cái, snack pizza này, còn phô mai này, những thứ chị thích ăn. Wow, nhìn thấy quả ớt chắc là cái loại này sẽ cay lắm, nên chị sẽ mua thêm loại này nữa. Nhiều hàng quá rồi, có cả đồ chơi còn nữa. Chị sẽ lấy kẹo dẻo và sẽ lấy mỗi thứ một ít để ăn xem kẹo nào là ngon nhất. Kẹo này hình gấu, thơm quá. Còn đây là hình bướm bướm. Còn đây là sâu wom. Đã quá. Tiếp theo đây là hình cái gì đây nhỉ? Hình này là hình gì đây ta? Trên nước à? Không phải chứ, chim cánh cụt. Hình như vậy. Wow. Rất là thơm ngon. Chị sẽ lấy thêm một loại khác nữa. Tiếp theo là những loại kẹo dẻo này. Mỗi loại một ít thôi. Xem loại này có thơm. Wow, cũng thơm lắm, rất là thơm luôn. Dưới đây còn rất là nhiều, nhưng mà chị nghĩ là mình lấy thứ này là đủ rồi. Chị sẽ qua bên marshmallow để lấy thêm. Mỗi loại 3 cái thôi, xem là cái nào sẽ ngon nhất.
về nhà ăn thử và cảm nhận thôi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các em ở những video sau nhé.